Collagen là thành phần khá quan trọng trong cấu tạo da và xương, chiếm khoảng 25% tổng khối lượng protein trong cơ thể. Chức năng chính của collagen là kết nối các mô cơ trong cơ thể lại với nhau. Các nhà khoa học thường ví collagen giống như một chất keo dính các bộ phận trong cơ thể. Đặc biệt đối với làn da, ngoài nhiệm vụ kết nối các mô, collagen còn tạo sự đàn hồi cho da, giúp da căng, mịn, là nhân tố chính chống lại sự lão hóa. Chào đón quý vị đến với chuyên mục trò chuyện cuộc sống. Thưa quý vị, gần đây thì chúng ta nghe nói nhiều đến cụm từ collagen. Collagen có một vai trò rất là tốt, không chỉ là vẻ đẹp của chúng ta đâu, còn sức khỏe nữa. Nếu chúng ta thiếu hụt collagen thì đôi mắt của chúng ta sẽ có những nếp nhăn li ti, hay là da của chúng ta bị khô sạm, thiếu sức sống, rồi ngay cả xương khớp của chúng ta cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và mỗi một thời gian chúng ta trôi đi thì lượng collagen lại mất dần theo năm tháng. Vậy việc bổ sung collagen rất cần thiết, nhưng mà chúng ta cũng thắc mắc rằng chúng ta nên bổ sung như thế nào để có thể hợp lý cho nhu cầu cơ thể của chúng ta, cũng như là sử dụng collagen vào thời điểm nào thì tốt nhất. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ và trò chuyện với hai vị khách mời ngày hôm nay nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Diệp, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chị. Dạ, xin chào chị Mai. Vâng, và một vị khách mời rất là quen thuộc với quý vị, đó là diễn viên MC Khánh Huyền. Chào Thanh Mai. Dạ. Chào chị Diệp. Chào quý vị khán giả. Hôm nay là chúng ta gặp toàn người quen thôi, và nhất là chị em phụ nữ của chúng ta cùng có độ tuổi, để chúng ta đều quan tâm đến vấn đề lão hóa. Thành ra cái chủ đề ngày hôm nay Mai muốn chúng ta đề sâu hơn là vấn đề collagen. Thì bác sĩ có thể cho biết được rằng là cái collagen là gì, cũng như là cái tầm quan trọng của collagen đối với vẻ đẹp cũng như sức khỏe của chúng ta như thế nào ạ? Thì collagen là một cái loại protein mà nó có gần như trong tất cả các cái cơ quan nội tạng của cơ thể chúng ta, và đặc biệt là ở da thì nó chiếm tới 70%. Và khi mà cái lượng collagen này nó bị sụt giảm theo tuổi tác, theo thời gian, thì về cái làn da thì chúng ta sẽ thấy da nó sẽ trùng hơn, rồi chảy xệ, xuất hiện những nếp nhăn, tức là những cái biểu hiện của cái làn da lão hóa. Thế còn về vấn đề xương khớp thì chúng ta sẽ thấy đi lại nó nhức mỏi hơn, dễ đau xương, dễ loãng xương, và chúng ta cảm thấy đi chúng ta sẽ thấy có cái tiếng cử động ở trong cái khớp của mình. Dạ. Như vậy thì chắc là Mai cũng có vấn đề, mà nhưng mà cứ lắc lắc thì mà thấy nghe rộp rộp, tôi sợ quá, chắc là thiếu nhiều đây. Dạ, có lẽ chị Mai là cũng cần phải bổ sung collagen. Vì có lẽ là cũng kiểu dân ballet tập nhiều á chị Huyền. Chị thấy là với thời gian trôi qua thì lượng collagen hay là cái làn da của chúng ta, chị cảm giác như thế nào về cái bề mặt cũng như là giống như cái độ tươi sáng? Thực ra trước đây khi mà Huyền còn trẻ dưới 30, đúng như là chị Diệp chia sẻ, thì lúc đó chúng ta tràn đầy năng lượng và chúng ta không hề bị cảm thấy lo lắng khi mà bị mất ngủ hay là bị một cái yếu tố nào đó làm cho chúng ta bị stress. Tuy nhiên là đến khi mà ngoài 30 đến lúc 35 chẳng hạn, thì Huyền thấy rằng là vào cái độ tuổi đó mà khi mà mình gặp một cái chuyện gì đó để làm cho mình buồn phiền hoặc mình lo nghĩ, thì quả thực là cái sự trẻ trung hoặc tất cả những cái điều mình đang sẵn có không thể chống đỡ nổi, mà mình phải tìm hiểu một cái sự tác động nào đó để giúp cho mình phục hồi lại và thậm chí còn nâng cao lên. Thì lúc đó Huyền có nghe mọi người chia sẻ nhiều đến cái cụm từ collagen, và Huyền cũng đã tìm nhiều cái nguồn là từ thực phẩm cho đến là chức năng, thực phẩm chức năng mà ngày nay chúng ta vẫn gọi cái cụm từ đó, để Huyền bổ sung. Và Huyền thấy rằng là đúng là từ khi Huyền chú ý thì bản thân Huyền cũng níu kéo được hơn một chút. Cái độ tuổi khoảng tầm 30 á, là bổ sung collagen là cái độ tuổi mà tốt nhất. Thì khi đó là cái sợi collagen của mình nó đã bị lỏng lẻo, thì mình cần phải bổ sung để chăm sóc da tốt hơn, để tránh cái trường hợp mà đẩy lùi cái sự lão hóa da lại. Dưỡng da và làm đẹp từ bên trong nó còn quan trọng hơn cả là mình trang điểm ở bên ngoài. Tại vì khi cái da của mình nó có chắc khỏe từ bên trong á, thì cái nhìn mình, cái gương mặt mình nó có sẽ sáng hơn, và chỉ cần một chút son là nó cũng bừng lên rồi. Collagen rất là quan trọng cho làn da, sẽ giúp cho da mình căng mọng hơn, trắng mịn hơn. Nhưng mà bên cạnh đó cũng phải sử dụng thêm các sản phẩm dưỡng da như là lotion hay là kem dưỡng da từ bên ngoài để tránh các tác động nắng như là tia UV này nọ. Mình có nghe nói collagen là một sản phẩm làm đẹp, có chức năng làm đẹp da, đẹp tóc, bổ sung vi chất cho cơ thể, giúp cơ thể tươi trẻ, khỏe mạnh. Tuy nhiên là mình cũng chưa sử dụng bao giờ, cho nên là mình chỉ nghe vậy thôi, chứ cũng không biết thực chất là collagen thì nó có tác dụng thần thánh như vậy không.
Trước đây mình không có chăm sóc da nhiều đâu, mà qua tuổi 30 rồi thấy là da nó cũng xấu đi á, nó khô, nó không có được mịn màng á. Thì nghĩ là nếu mà dùng đắp mặt nạ đó thì mình cũng không có thời gian để chăm sóc da hàng ngày. Nếu mà cho nên là tìm loại collagen, cái loại uống á, thì nó tiện cho mình hơn. Thì mình dùng collagen khoảng một tháng nay rồi. Hiệu quả thì có thể là sẽ hiệu quả từ từ, một tháng thì mình sẽ chưa thấy rõ rệt lắm đâu, nhưng mà da nó cũng có cải thiện dần rồi. Cái quan trọng là mình thấy là dùng collagen thì phải bổ sung nước nhiều. Trước đây thì uống nước cũng ít, nhưng mà nếu mà vừa bổ sung collagen mà uống nước khoảng đảm bảo là 2 lít mỗi ngày thì thấy da nó cũng cải thiện. Nếu mà được lựa chọn thì mình sẽ chọn các cái dòng sản phẩm làm đẹp có chiết xuất từ thiên nhiên, và đặc biệt là collagen cũng vậy. Thì các dòng chiết xuất thiên nhiên thì nó cho mình cái cảm giác an toàn khi sử dụng, và đặc biệt là nó sẽ phát huy tối đa cái hiệu quả từ các cái tinh chất mà mình lấy từ tự nhiên. Khi có được một làn da đẹp thì mình được thu hút rất là nhiều ánh nhìn và giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn. Thưa bác sĩ, cái đối tượng nào thì sẽ dễ là một cái đối tượng mà bị thiếu hụt collagen, chẳng hạn như do cái vấn đề lao động của mình ở ngoài trời, hay là do cái căng thẳng, hay là có những cái yếu tố nào đó mà có thể ảnh hưởng đến? Đầu tiên thì phụ nữ chúng ta thiệt thòi hơn đàn ông ở chỗ là chúng ta dễ thiếu hụt collagen nhiều hơn và nhanh hơn là nam giới, do cái đặc thù về cái nội tiết tố của phụ nữ chúng ta. Và một cái yếu tố thứ hai đó là cái ánh nắng mặt trời. Và nhất là cái xứ sở của nước chúng ta là chúng ta sống ở cái xứ nhiệt đới, nắng nóng quanh năm. Và một cái yếu tố nữa chính là cái tuổi. Tức là bắt đầu sau cái tuổi 25-30 là cơ thể chúng ta bắt đầu mất đi một cái lượng collagen nhất định. Đó, và mỗi một ngày lại mất đi một chút. Đó, vì vậy những cái đối tượng là phụ nữ này sau 30 và phải tiếp xúc với ánh nắng nhiều là những cái đối tượng mà dễ bị thiếu hụt collagen nhiều nhất. Đúng như chị nói rằng là theo cái nội tiết tố của giới nam và giới nữ thì phụ nữ chúng ta thiệt thòi hơn, lão hóa nhanh hơn. Thì cái điều đó nếu như chúng ta không chú ý thì chúng ta sẽ bị tụt lại so với lại các bạn đồng nghiệp rất là nhiều. Tại sao mà Huyền đang thấy rằng là các bạn trai cùng lứa, ví dụ như Trung Dũng chẳng hạn, hiện nay vẫn đóng kép, vẫn yêu đương, vẫn nồng nhiệt, vẫn vào những cái vai hoàn toàn mọi người chấp nhận được. Đúng bởi rồi. Vì thực ra là đàn ông họ trẻ lâu hơn, họ có thể cái tuổi nghề về diễn viên của họ dài hơn. Còn lại bản thân mình cũng cùng lứa đấy, nhưng đến bây giờ đã bắt đầu là vào vai mẹ hết rồi. Nếu bây giờ mình không chấp nhận vào vai mẹ thì rõ ràng là mình sẽ không còn công việc để làm và cái công việc yêu thích của mình đó là nghề diễn viên nữa. Khi mà nghe chị Huyền nói thì Mai cũng nhớ có bộ phim mà cũng người bạn của mình thôi. Mình nhớ cách đây thời trước thì hai người đóng cặp nam và người nữ là người yêu nhau vai chính. Mà bây giờ sau 20 năm sau thì anh vẫn là nam chính, còn chị đóng là vai mẹ của anh. Đúng. Nó đúng quá là mất công luôn. Thì thôi bây giờ mình phải có cái sự tích cực hơn, bổ sung rõ ràng hơn. Chị Huyền thì cũng được mệnh danh là người đẹp không tuổi. Thôi thì bây giờ Mai cũng phải hỏi chị Huyền là chị Huyền dùng collagen như thế nào. Không biết là... Cách đây trước khi Huyền sinh em bé út á, là lúc đó cách đây khoảng chừng hơn 5 năm. Hồi đó là Huyền đang làm Sức Sống Mới cùng với Thanh Mai đó, Thanh Mai nhớ không? Thì hồi đó em làm rút chị đi chơi hoài. Lúc đó là Huyền có Mai 4 tháng và Huyền dồn hết việc lại cho Mai để Huyền đi xong đi chơi. Thì lúc đó là có một người bạn của Huyền, đó là chị Tú Anh, trước là diễn viên nhà hát tuổi trẻ đó. Thì chị cũng có gọi điện cho Huyền bảo là tranh thủ sang đấy tìm cái collagen mua về uống đi. Thì cái đó rất là tốt. Thì đấy là lần đầu tiên Huyền nghe thông tin về collagen. Và ngay lập tức là Huyền đi ra khuân ngay về, và không những chỉ cho mình Huyền nữa mà là cho bạn bè nữa luôn. Và Huyền cũng thấy rằng là tất nhiên là mình không phải cân đo đong đếm được hàng ngày, vì thú thực Huyền không phải là người cứ hàng sáng soi gương để mà thấy là ô cái nếp nhăn này hôm nay nó nông đi hay là nó sâu hơn. Tuy nhiên là Huyền tự tin hơn, và bên cạnh đó thì cũng nhận được lời khen từ mọi người, thì Huyền cũng tin là chắc là Huyền cũng đang đi đúng cách. Coi như là chúng ta bổ sung thì như chị Huyền chia sẻ là có thể uống những cái viên uống mà có collagen mà thấy được bày bán trên thị trường hiện giờ, ví dụ như dạng bột này, rồi dạng nước đã được pha chế sẵn rồi, thì không biết là loại nào sẽ thẩm thấu tốt hơn đối với cơ thể chúng ta ạ? Thực ra thì cái dạng bôi và dạng uống thì nó có những cái tác động nó khác nhau một chút. Với những cái collagen dạng bôi á thì nó có cái tác dụng tức thì,
Tức là khi mà chúng ta thoa lên da thì chúng ta sẽ thấy da nó căng, nó mịn ngay. Tuy nhiên là chúng ta cứ phải duy trì, chúng ta bôi liên tục như vậy. Thế còn những cái dạng uống á, là nó cung cấp cái collagen cho cơ thể chúng ta. Tức là nó tốt cho không chỉ cho cái làn da mà còn cho những cái bộ phận khác của trong cơ thể, nhất là cho những cái bộ phận cơ xương khớp. Cái uống á, thì nó có thể nó có dạng viên hay là dạng nước để chúng ta uống. Và tuy nhiên ở cái dạng nước thì uống chúng ta sẽ dễ hấp thụ hơn là ở cái dạng viên. Thì trên thị trường có một số gọi là collagen thì nhà sản xuất người ta khuyến cáo là chúng ta chỉ nên uống khoảng chừng 3 tháng thôi, rồi sau đó chúng ta lại phải nghỉ một thời gian rồi chúng ta lại uống tiếp. Nhưng mà có những cái sản phẩm thì nhà sản xuất nói rằng là chúng ta cứ uống, chúng ta đó lại coi như cái thực phẩm chúng ta cung cấp hàng ngày cho chúng ta không cần phải ngưng lại, chúng ta ngày nào chúng ta cũng uống được. Thì tại sao có cái sự khác biệt như vậy? Vì những cái sản phẩm nào mà nó có thể nhiều cái chất phụ gia, nhiều chất không tốt đối với cơ thể chúng ta, thì nhà sản xuất họ sẽ cho mình uống khoảng 3 tháng rồi sau đó chúng ta phải ngưng để mà cơ thể chúng ta có thể đào thải những cái chất đó ra khỏi cơ thể. Thế còn những cái loại collagen dạng uống mà nó chiết xuất hoàn toàn là từ thiên nhiên, nó không hề có những chất phụ gia hay những chất độc, thì cái đó chúng ta có thể yên tâm bổ sung hàng ngày. Việc dùng mỹ phẩm có chứa collagen giúp da được tăng cường độ ẩm và làm mờ nếp nhăn, nhưng không có tác dụng với các bộ phận khác trong cơ thể. Còn như chị Huyền đang sử dụng trong 5 năm nay, thì chị dùng liên tục hay là chị dùng rồi là chị nghỉ một thời gian? Không, Huyền lại không dùng liên tục. Thì cái điều này Huyền cũng đang muốn hỏi bác sĩ Diệp, bởi vì sao? Cái thời gian đầu là cái thời gian mình đang rất là quan tâm, thì mình dùng liên tục. Tuy nhiên sau một thời gian thì mình cũng mắc cái bệnh là chủ quan, khinh địch. Địch ở đây là địch là thời gian đó. Cho nên là cũng mới lại cũng lười. Một thời gian dài cứ duy trì mãi một cái việc thì mình cũng lại cảm thấy nhàm chán. Và sau đó thì lại nghỉ một thời gian. Sau cái thời gian Huyền nghỉ đó thì Huyền thấy trên thị trường hiện nay lại có thêm nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Mà nói thật là khi mà lắng nghe những cái lời quảng cáo thì Huyền nói thật là nếu mà người sử dụng mà không có được cái sự định hướng đúng đắn thì sẽ rất dễ bị bên này một tí, bên kia một tí và không tìm được cái gọi là thực sự mình cần là gì. Thế cho nên là Huyền nghĩ rằng cái điều này có nên là lẽ chúng ta phải thực sự quan tâm đến mình khi mà đúng cái cơ địa của mình, đúng cái thời điểm, đúng cái cơ thể mình vào cái thời điểm đó mình phải gặp bác sĩ để có thể tư vấn được cụ thể là cơ thể của mình đang cần cái gì thì mình hãy bổ sung cái đó, chứ không phải cái gì nó cũng nhiều quá cũng là tốt, đúng không? Mà thiếu quá thì rõ ràng lại không nên rồi. Nói chung là cái gì quá cũng không nên. Thế thì bác sĩ là chúng ta nên sử dụng bổ sung collagen vào cái thời điểm nào trong ngày là thích hợp nhất để có thể thẩm thấu tốt nhất cái lượng collagen chúng ta nạp vào? Nói chung thì vào cái thời điểm trong ngày mà thời điểm tốt nhất á, mà khi mà chúng ta sử dụng collagen đó là khi chúng ta uống trước khi chúng ta đi ngủ. Tại vì nửa tiếng trước khi chúng ta đi ngủ, tại vì cái thời gian mà khi mà chúng ta nghỉ á, thì lúc đó là cơ thể chúng ta hấp thụ cái collagen nhiều nhất. Rất là hữu ích với những cái lời khuyên của chị Ngọc Diệp ngày hôm nay. Và có những cái lời khuyên nào nữa chị muốn dành cho quý vị khán giả thì chị có thể chia sẻ thêm được không ạ? Có lẽ đối với các chị em phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp cả. Chúng ta cần phải biết chăm sóc bản thân, nhưng mà không chỉ chăm sóc đơn thuần mà chúng ta phải chăm sóc làm sao mà chúng ta phải có kiến thức. Chúng ta phải biết sử dụng những cái sản phẩm nào đúng, cái nguồn gốc xuất xứ nó phải rõ ràng. Cái thứ hai là chúng ta nên chọn lựa những cái loại collagen mà nó là dạng collagen peptide, tức là có cái phân tử lượng nó nhỏ hơn 15.000 để cho cơ thể của chúng ta nó dễ hấp thụ hơn, và nó có cái khả năng là kích thích cơ thể tự sản sinh ra collagen. Rồi một điều cũng rất là quan trọng đó là nó không chứa những cái chất béo, và cái mùi vị nó thơm ngon thì cũng làm cho chúng ta cảm thấy thích thú hơn. Cuối cùng thì chúng ta cần nên lựa chọn những cái collagen mà có cái xuất xứ tự nhiên. Thì chúng ta có thể sử dụng nó an toàn. Thì như vậy chúng ta sẽ có những cái phương pháp để mà giữ gìn sự trẻ trung cũng như sắc đẹp của chúng ta được dài lâu. Đúng là ngày xưa khi mà một cặp vợ chồng mà lấy nhau á, mà bằng tuổi thì bao giờ cũng có cái sự lo ngại từ phía nhà gái. Đó chính là vợ chồng mà bằng tuổi thì sau này thế nào người vợ cũng sẽ già hơn. Tuy nhiên là Huyền thấy ngày nay cái điều đó gần như đã được giải quyết rất là nhiều. Nhiều cặp vợ chồng bằng tuổi nhưng mà ra ngoài đường họ không hề có cái sự chênh lệch. Thì Huyền nghĩ một phần đó là do cái sức ép về mặt cuộc sống người phụ nữ đã được giải tỏa nhiều hơn. Nhưng bên cạnh đó thì người phụ nữ biết chăm sóc bản thân mình hơn. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, bởi vì năm
nam giới bây giờ cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm dành riêng cho nam giới, và nam giới cũng ý thức được hơn, thành ra đây là một cuộc chạy đua mà chúng ta cũng không thể nào mà không lơ là được. May đùa vậy thôi, nhưng mà ngày hôm nay cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, chị đã chia sẻ những thông tin thật là hữu ích, cũng như là chị Khánh Huyền. Và khi cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì lại nhắc nhở Mai thêm một lần nữa, và Mai tin rằng nhiều quý vị khán giả cũng vậy, chúng ta sẽ lưu ý chăm sóc sức khỏe chúng ta nhiều hơn. Và riêng bản thân Mai thì tối nay chắc chắn là trước khi đi ngủ sẽ uống collagen, mà phải nhớ luôn nhà sản xuất nào, hàm lượng như thế nào, xuất xứ từ thiên nhiên, tất cả những điều đó để có thể tốt nhất cho sức khỏe của mình. Quan trọng là đừng có cái nguồn gốc, đừng có rẻ quá như bác sĩ vừa nói đó. Nếu mà đồ tốt đúng không rồi. Bao giờ có là giá thấp cả, đúng không nào? Nhưng mà hình như là có bộ vấn đề viêm màng túi hơi lo lắng, nên phải nhờ đến chị Huyền đi. Phải nhờ đến chị Huyền lần nữa xin cảm ơn bác sĩ cũng như là cảm ơn chị Khánh Huyền. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với mục tiếp theo nhé.